xin mời. Dạ em có 10 tiếng của chị ạ. Dạ xin mời anh Quân ạ. Anh Cảnh. Anh Lộc chuẩn bị giùm em đó. Anh Lộc chuẩn bị giùm em. Lên lấy tạm biệt lấy. Lấy này em lấy xôi thì phải đưa cho chị. Làm đi ạ. Xin mời quý anh chị trở lại sân nhà.
hoặc là chị đã